bán nguyên phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 12, phần 1. Mẹ có biết mỗi ngày con phải chịu đựng những gì hay không hả? Con nghĩ mình là người duy nhất phải sống khổ sở sao? Tuy mẹ không làm được gì cho con, nhưng mẹ vẫn là mẹ của con đó, hiểu chưa? Sao lại dám ăn nói với mẹ như vậy chứ? Mong là sau này con có đứa con gái giống con như bây giờ vậy. Đúng vậy đó, con cũng muốn sinh một đứa con giống như con, và muốn nó sống thật lâu. Nên mẹ đừng có bắt con phải trải qua những gì trước kia mẹ bắt con phải chịu đựng. Phải rồi, mẹ xin lỗi vì mẹ là một người mẹ tồi tệ. Đi thôi, mẹ sợ quá đi. Con nhỏ này sắp đánh mẹ tới nơi rồi. Nè mẹ à, mẹ. Ôi trời ơi, em sẽ gọi lại cho chị sau ha. Mẹ à, mẹ. Cậu hơi quá đáng rồi đó. Cậu có đi thăm mẹ lần nào trong năm chưa? Đừng đối xử với mẹ như vậy khi cậu không hề dành nhiều thời gian chứ. Ôi trời, làm sao mà bác ấy có thể mang hết những thứ này đến đây được. Đúng là sức mạnh của người mẹ mà. Mẹ à, con xin lỗi mẹ, con đã sai rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con đã sai rồi mà. Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ ơi, đừng bỏ rơi con. Ba tìm con à? Con ngồi đi. Nhìn ba có vẻ vui ha. Đúng là ngày hôm nay ba cảm thấy tâm trạng rất là tốt rồi. Sau khi không quản lý công ty nữa, ba có vẻ thoải mái hơn. Hầu lai giống như đứa con của ba vậy, không bao giờ hết lo lắng về đứa con của mình. Nè, ba cảm thấy tò mò khó chịu nhất nếu không thể kiểm soát công ty. Điều hành công ty là như vậy mà. Không tò mò gì con sao? Vậy cho nên ba mới muốn gặp con. Tôm ngày hôm nay rất là tươi, con ăn thử đi. Ăn đi. Sao tháng trước tới ngày giỗ mà con không tới thăm mẹ vậy? Con có một ca bệnh khẩn cấp. Ngày trước thời gian con sống với mẹ con còn nhiều hơn sống với ba nữa mà. Không phải con nên tổ chức giỗ cho mẹ một lần một năm sao? Nếu như ba lo lắng về ngày giỗ của vợ cũ mình như vậy, tại sao ngay từ đầu ba lại chọn ly hôn? Nghe nói con mở phòng khám riêng, công việc ở bệnh viện sao rồi? Phải. Nhưng dù sao thì con vẫn là con trai ba, bệnh viện đang thu lợi nhuận đó. Thu lợi nhuận? Nhưng nhiệm vụ của con không phải là chữa bệnh cứu người hay sao chứ? Con không bao giờ có thể làm cho ba hài lòng về con, phải không? Phải có lý do gì đó ba mẹ mới không hài lòng về con mình. Dạ.
là con sai. Còn anh trai của con thì lúc nào cũng đúng. Ba, ba không hề quan tâm đến con. Ba còn không biết là con bị dị ứng tôm nữa mà. Rốt cuộc thì ba biết gì về con chứ, hả? Có phải là ba nghĩ là chúng ta đang cạnh tranh, chắc chắn là con sẽ thua, có đúng không? Xin thứ lỗi nhưng mà con phải đi đây. Con đang phàn nàn à? Nếu như con phàn nàn, ba sẽ lắng nghe chứ. Sao con không nói thẳng với ba mong muốn của con thay vì vòng vo như vậy chứ hả? Ba có muốn con nói luôn không? Ra là cô ấy nấu ăn ngon, là nhờ học được từ mẹ sao? Hôm nay anh tới sớm vậy trưởng ban. Ít chà, chào cô Ha. Cô thấy sao rồi? Dạ, tôi vẫn còn hơi mệt nhưng mà còn nhiều việc quá. Chào buổi sáng cô Ha. Dạ. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Chào trưởng phòng. Cô Ưng Hu Quân vẫn chưa đến làm việc sao? Sao anh biết cô ấy chưa tới? Thì bàn làm việc trống không nè. Có lẽ cô ấy tới trễ đó. Gọi điện cho cô ấy đi. Dạ tôi biết rồi. Để tôi gọi cho. Không, cứ để tôi. Tôi sẽ gọi cho cô ấy. Nhưng mà nè, nếu mà cô ấy không được khỏe thì anh cứ nói cô ấy nghỉ một ngày cũng được. Dạ. Chỉ là nhân viên hợp đồng mà lá gan to thật đó. Còn dám đi làm muộn nữa. Cái gì? Chỉ là nhân viên hợp đồng mà lá gan to như vậy sao? Trời đất ơi, điều cơ bản đối với một nhân viên không phải là biết che giấu cảm xúc cá nhân, tập trung làm việc sao? Cô ta vẫn còn nhiều thứ phải học á. Không có hài hước đâu. Cô không thấy buồn cười sao? Anh về chỗ ngồi của anh đi. Nhưng mà tôi không thích. Anh chị cũng nghỉ phép khi ốm còn gì. Có lẽ hô anh bị ốm nên đi làm trễ. Anh kia tiếc, khi mới vào công ty thì phải xin phép trước khi nghỉ ốm. Tôi nói vậy cậu có hiểu không? Đó là bổn phận của một nhân viên hợp đồng á. Dẫu cho ngày mai mình không còn nữa thì mình cũng phải sống cho hôm nay thôi. Có lẽ sẽ đau đớn đến mức không thể chịu đựng được, nhưng mà vẫn phải tiếp tục sống. Nếu đưa cho cô ấy thì có bị hiểu lầm gì không? Nhưng mà tặng quà cho nhân viên thì có gì lạ đâu chứ. Làm gì có ai không vui khi nhận được điện thoại miễn phí đâu. Lỡ như cô ấy hỏi mình lý do tặng thì mình nói sao đây? Vào đi. Nghe nói là anh đang tìm tôi. Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện của mẹ tôi ngày hôm qua. Hôm nay cô đã ổn hơn chưa? Sao tự nhiên ngất xỉu làm người ta sợ hết hồn? Tôi xin lỗi anh. Dạo gần đây do tôi ngủ không đủ giấc cho nên
đầu óc của tôi nó cứ trống rỗng. Cô chăm sóc bản thân mình kiểu gì vậy? Thể lực cũng là năng lực biết không? Mà còn chuyện này nữa, cô dùng cái này đi. Dạ. Bạn tôi làm việc cho một công ty, đây chỉ là sản phẩm khuyến mãi mà thôi. Mà tôi mới đổi điện thoại cách đây không lâu, điện thoại vẫn còn rất mới, nên là tôi không dùng đến thứ này. Nên cô cứ lấy dùng đi. Điện thoại này, ôi trời ơi, sao tự dưng lại đưa tôi? Tôi thấy điện thoại của cô cứ hết pin liên tục rồi còn gì. Chức năng liên lạc cũng tệ nữa. Là vì dùng lâu quá cho nên mới bị vậy thôi. Công việc sắp tới của cô yêu cầu luôn phải sẵn sàng trong mọi tình huống khẩn cấp mà. Cô còn là nhân viên tiếp thị nữa, cô sử dụng cái điện thoại đó mà có thể làm việc được hay sao hả? Vậy anh đưa tôi tiền đi thì tôi tự cầm tiền đó đi mua. Tiền hả? Tiền gì? Tôi không biết mẹ tôi đã đưa anh bao nhiêu tiền, nhưng mà tiền đó là do mẹ của tôi ngày ngày dậy sớm bán hào mới có được. Mùa đông bảy phải ngâm tay trong nước lạnh đến rợp tay để thu hoạch hào. Nên anh trả lại tiền cho tôi đi, dù sao thì tôi cũng không muốn dùng cách hối lộ này để làm việc. Tôi không hiểu là cô đang nói gì cái gì luôn đó. Mẹ của tôi đã đưa anh một phong bì tiền đúng hay không? Hôm qua tôi thấy rồi. Dạ không cần đâu thưa bác. Có gì đâu cậu trưởng phòng này. Ôi trời ơi, gì có mình à. Cô Ưng Hương Quân, cô đã khỏe lại rồi sao? Dạ, tôi thành thật xin lỗi. Mẹ đang làm cái gì ở đây vậy? Đi. Sao vậy? Mẹ không được tới sao? Mẹ chỉ tới chào hỏi thôi mà. Đi thôi, về nhà ngay đi mẹ. Tạm biệt trưởng phòng Sô. Tôi thành thật xin lỗi anh về hành động vô lễ của bạn tôi và mẹ tôi. Tôi xin lỗi. Còn bị làm sao vậy hả? Đi thôi. Cậu đi thôi. Trong đi ha. Gặp lại dạ, cậu sau nha. Dạ nha. Chúng ta đi thang bộ thôi. Đi về với con nhanh lên. Tạm biệt cậu nha trưởng phòng. Dạ con chào bác. Đi thôi. Trời ơi đừng kéo mẹ mà. Con bé này.